Từ ơi, từ từ đâu, từ đâu sách bịch bi lông quá trời á. Con đang đi gom bọc. Chi vậy? Ủa đi bán cái chai cho con, tội quá. Thì thôi được rồi, để ngồi đi đi. Ở dưới tao có mấy cái bao phân đó, là cái gì tao cho mớ. Không phải là gom đi bán chi chai đâu có được nhiêu đâu. Con đang đi gom mấy cái bao ni lông với lại bao xi măng. Con xin về. Làm cái gì? Trồng gừng. Trồng gừng trong bao. Ủa? Gừng mà trồng ở trong bao hả? Dạ, trồng gừng trong bao ha, là vừa tiết kiệm mà con á, thì nhà không có đất, nó tiết kiệm nè mà năng suất cao lắm. Vậy mày nói sao tôi nghe lo nghe. Nó lớn rồi, nó biết mằng ăn như vậy á thì tốt cho nó. Nhưng mà nhớ nè con, khi mà con trồng gừng trong bao á, dạ, là con phải rửa sạch mấy cái bao đó. Con dùng loại bao loại 5kg ha. Rồi con phải đục thủng hai cái lỗ ngay góc bao á để cho dễ thoát nước. Con chọn gừng á là phải chọn gừng già, khoảng chừng 8 tháng trở lên. Cái chọn giống gừng á, cái gừng mà khi mình hôm á ha, mình để trong bóng râm, tưới nước cho nó nhú mầm lên. Dạ. Mà cái giống gừng á là phải chọn giống gừng sạch bệnh. Đó là một cái khâu rất là quan trọng cho năng suất của gừng. Vì tôi biết sao không? Gừng á là cái loại mà nó cây nó chịu đất ẩm, nó không có chịu đất úng, mà đất tơi xốp, càng nhiều mùng á thì cây nó càng dễ phát triển. Nhưng mà chú hai gì con, mình cách mình trộn đất làm sao chú hai chỉ con với. Ừ, cái đất á, con đất đen á nha, dạ, 70% cộng 30% của phân chuồng và đất hữu cơ, phủ dày lên khoảng chừng 10 cm, rồi con mới tách cái hôm rừng ra, con để giữa cái bao nha. Mà nên tách hôm rừng bằng tay nghe không, chứ không nên tách bằng dao, bởi vì nó dễ lây nhiễm bệnh cho gừng. Sau đó con phủ một lớp đất khoảng chừng 2 cm nha, rồi phủ thêm một lớp cho trấu để hạn chế cỏ dại nó phát triển. Trước khi trồng gừng á, con phải xử lý cái hôm giống cho nó sạch mầm bệnh, để sau này rừng nó phát triển á, nó phát triển tốt hơn, nó không bị eo uột nha. Vậy thì mình trồng khoảng bao nhiêu lâu thì mình bón phân? Khoảng 25 đến 30 ngày mình bón một đợt. Gừng khi mà nhảy con nó tạo thành củ á thì nó thường cho nó của khỏi mặt đất, cho nên tư phải phủ một cái lớp phân hữu cơ quay mục khoảng chừng 2 đến 3 cm, phủ lên gốc gừng. Chấp nhận cái ý là trồng gừng ở trong bao. Ừ. Ồ, nhưng mà rủi bao nó rách thì sao? Nguy hiểm. Đương nhiên nó phải rách rồi. Sau 2 tháng khi mà gừng nó đẻ nhánh nhiều đó thì cái bao nó cũng bị phân hủy rồi. Đúng rồi. Nên mình phải thay cái bao mới vô. Nói chung là nó hơi mất công, nhưng mà được cái gừng nó trồng ở trong cái bao đó nó không có bị sâu bệnh. Đúng. Nó dễ di chuyển. Với lại gừng á mình trồng trong bóng râm hay là ngoài nắng gì cũng được hết á. Nhưng mà nó thấp vậy, nó tiện vậy mà năng suất nó cao không? Trời, năng suất cao lắm. Cao luôn đó. Bình thường ha, củ giống á, là nó chỉ có đẻ chừng 3-4 nhánh thôi. Nhưng mà khi mình trồng trong bao á, đẻ nhánh rất là nhiều. Tính ra chi phí trồng mỗi bao gừng khoảng 3.000 đồng thôi. Mà sau 5 tháng là thu được khoảng 1,5 kg tới 2 kg củ một bao. Tính ra ha, là cái năng suất nó gấp 5-6 lần với trồng thường á. Nói nghe, chi phí thấp nè. Mà coi như dễ trồng nữa nè. Mà năng suất cao. Dạ, mình chỉ cần là đặt sát vô quanh mấy cái cây trong vườn. Đúng, là đúng rồi. Đúng rồi. À hay quá, vậy kỳ này tao trồng luôn. Tư gì tư định trồng hả? Ờ trồng chứ con. Hồi nãy nói cho con mấy cái bao ni lông bao phân ở nhà có mà giờ định trồng luôn rồi. Hồi nãy không có biết cái vụ trồng gừng cho nên cho nó. Bây giờ mình biết cái vụ trồng gừng rồi, mình để mình trồng cho nó chi. Trời ơi, nãy mới nói cho người ta. Biết gì con không chỉ tư đâu. Nói giỡn chơi vậy thôi chứ nhiều lắm. À nói gì chứ con cũng chia sẻ mà. Ở vậy cho nên công nhận cái tụi thanh niên bây giờ sao nó giỏi quá. Con mà rất là ham học hỏi. Đúng không? Nó tiếp cận nhanh những cái khoa học kỹ thuật. Bởi vậy ta nói là thời cơ thách thức mở ra. Người người ý thức, nhà nhà yên vui.